bị Hương Giang làm ngơ, Mạt Liêu vội vàng gỡ bỏ lời chúc sinh nhật sao? Mới đây, việc nam CEO chủ động chúc mừng Hương Giang bước sang tuổi mới đã làm cư dân mạng vô cùng bức xúc và để lại nhiều bình luận mỉa mai. Thật buồn khi nghe từ Diêu mà không phải là Bê. Như trước nữa, nay chúc xong hôm sau ngựa đăng story nói xấu Giang không? Đi chỗ khác chơi không bạn trai Giang ghen bây giờ, giả tạo, không thèm. Sau khi bình luận bài viết của nữ ca sĩ chưa đầy một ngày, một số người đã tinh ý phát hiện dường như Mạt Liêu đã xóa lời chúc gây tranh cãi trên. Ngay lập tức cư dân mạng suy đoán ra nhiều nguyên nhân khác nhau để lý giải hành động trên của nam CEO. Tuy nhiên về lý do thật sự chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nhất.